Bữa giờ đi quay suốt không dắt vào ngư, không dắt hai mẹ con đi đâu được hết. Hôm qua thì Thiên vừa mới xong vai bên phim đi cá, vừa ấp đoàn. Hôm nay được nghỉ, dắt con đi chơi. Đây là sở thích của con ngư nè. Ủa mẹ đâu rồi? Mẹ có chơi với ngư được không? Hay là con tự chơi một mình? Ở đây khu vui chơi là cái gì nè? Peekaboo. Thì nghe nói với bé Hân nói là bé Hân hay dắt mọi người đi chơi ở đây. Rồi bà đã tiên thì đây là lần tiên tôi mới dắt đi được. Mọi người thích chơi ở đây lắm. Vợ gọi gì giờ với con ăn đi nha. Cái gì kỹ vậy? Ăn gì không? Bà chạy đi mua cho. Hả? Em muốn đi không? Nói là gì mà chơi đó tôi đi. Dạ không, dòng thử có sao. Cái này nó mới nhưng cũng còn hơi vắng. Đâu? Em bé ơi, con lên lầu chơi với ba ông Ngư. Thôi cho con chơi lên chút đi. Giờ ăn gì ba chạy đi mua nè. Không ăn rồi đói. Ơi, thế cầu thang đã ghê không? Trời ơi ghê quá. Hả? Có sợ không? Nữa. Mê mấy trò chơi này lắm. Không biết sau này làm nghề gì. Sao bạn? Mẹ còn mê hơn con nữa. Cái gì vậy? Ở phòng tắm đầy đủ đồ chơi luôn nè. Có tủ quần áo nữa nè. Ừ. Ba đây con. Con chơi với em đi. Ừ, ba lại với con thôi. Con muốn chơi gì đây? Ba thèm một cái kem. Ba thèm một cây kem. Thôi cho em mượn với con nha. Cho ba cây kem màu hồng đi. À, con chưa ghim vô nữa hả? Con mới ghim vô đàng hoàng đúng không? Trời, em đang thèm quá rồi. Em đang thèm dữ rồi đó. Tụi nó đi qua đó lấy lại cho bằng được nha. Con nè. Ngư. Thôi rồi bây giờ con ghim lại và con gọi con tặng em đi. Nhanh lên. Ba không cần. Ba không cần. Nhưng mà em không trả cho em đi. Không, con chia sẻ với cho em một cái đi. Con nhiều quá kìa. Con kỳ cục quá. Rồi, ghim vô. Cái gì vậy? Kem mà lấy tay bóc luôn làm sao? Sao người ta ăn được? Cảm ơn con nha. Ba, 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 ba. Cắp một cây kem nữa nha. Không. Nó giữ khổ lắm luôn đó mọi người ơi. Lúc nãy chưa chạy xe. Sao mất xe à? Chưa đậu ở dưới. Chưa nói thôi mình đậu xe ở đây đi rồi đi chơi trong mình chơi. Ba ơi, coi đậu ở đây về lỡ mất xe của mình sao ba? Hôm bữa lấy đồ xong rồi cái anh giao đồ ăn tới luôn, để thùng đồ đằng trước rồi đi lấy đồ ăn. Thôi thôi đừng có đi mất đồ đây. Các kêu thôi đi không mất đâu. Thôi thôi mẹ để con đi giữ đi. Giữ nữa hả? Quay lại chiếc xe nãy là chiếc xe hơi á, không chịu đi luôn ba. Chưa hết chú bảo vệ giữ xe cho mình mà ba. Ba bỏ đi vậy mất sao? Nó kêu là bỏ nó đó đi, nó giữ đồ cho. Thôi chạm giết. Giữ khổ vậy cũng tốt.
Nhưng mà đừng có chùm nha. Bạn u u. Bạn có phải là bạn u u không? Sớm nhờ. Tóc ta trên bù xù rồi. Tí nữa đi đi qua bên Thảo Điền xin e tô thêm lật mặt anh Lý Hải. Định làm tóc. Nhưng mà thôi suy nghĩ lại. Là bữa giờ mười mấy ngày liên tục rồi trên đi quay trên làm tóc liên tục. Hôm nay thôi để cho tóc có khỏe chứ làm hoài cũng không tốt. Tí nữa qua bên đó thì sẽ đổi nón bằng mặt sáo của anh Lý Hải. Vẫn đẹp trai như thường đúng không mọi người? Người đâu có biết đi con ngựa đó đâu. Em bé đang đi siêu thị. Em bé ơi mua gì vậy? Tôi thèm cà rốt quá. Ủa chứ không phải đi siêu thị hả? Con đi siêu thị mà. Mọi người ơi, mọi người có biết là thật ra là dắt em bé nhỏ này đi chơi mà lại em bé lớn là chơi ké đó mọi người. Kìa, chị có rồi. Con đẩy cái trường trúng em đó. Dạ không sao. Để tiên coi em bé đi siêu thị em bé mua những gì đây. Như chuyên nghiệp để cho mọi người bóc từng món bỏ vô nữa chứ. Toàn là đồ hộp không. Có con cá nữa. Em bé có thích ăn cá không? Hả? Cua trên đó, sao mà để trên đó? Em bé có muốn lấy con cua này không? Tôi lấy cho. Không. Dạ. Đúng rồi, em bé dạo này nói chuyện không ngoan nha. Tính tiền. Bỏ nhiều lên. Em bé còn mua bánh kẹo đồ ăn gì đó không ạ? Ủa con cá không bỏ vô bịch hả? Mình cầm mà giơ tay sao ta? Ê ê ê giò giơ tay luôn. Rồi, của cô là 20 ngàn. Dạ. Ủa, ủa, đưa tiền thiệt chứ. Rồi, hết tiền à. Rồi, cảm ơn nha, hẹn gặp lại. Trả cái xe gì vô bụi mình ta. Bye bye em bé nha. Hơi mệt quá. Em bé về nhà nấu cơm ăn đi. Em bé mới đi siêu thị về leo lên chiếc thuyền đi về nhà. Ủa em bé đi tắm có cởi đồ ra chứ. Mê thiệt mê rồi. Hết xà bông rồi. Hết xà bông rồi giờ sao đây? Rồi cứ lấy xà bông rủ rủ vô cái bồn tắm nữa chứ. À, làm gì đây? Ừ? Chưa sạch nước kìa. Ôi coi chừng lấy ngay nước nóng nha. Nước nóng còn phỏng luôn á. Nước lạnh nữa. À nước nước nóng với nước lạnh chung với nhau đúng không? Lâu lâu dắt mọi người đi chơi như vậy. Con biết nhiều thứ cũng ok, cũng tốt. Tiếng người khang tiếng luôn rồi. Trộm vía. Quay mười mấy ngày không sao. À, ngày hôm nay là vừa ấp máy, hôm qua hôm nay được nghỉ thì Việt Khang tiếng rồi. Hôm qua hôm kia những ngày trước mà Việt Khang tiếng là không biết sao diễn to như cá. Ơi thiệt hơn ghê luôn á. Em bé để coi em bé giờ đang chơi trò gì. Nó làm gì? Em bé đang chăm sóc em bé nhỏ hơn. Đúng rồi, con tập đi nha. Tập đi rồi mai mốt con chăm sóc em nha. Con có thích em bé không? Thích dữ không? Dữ luôn á hả? Mai mốt có em bé cứ ok em bé bú nha. Con biết tắm em bé không? Dạ.
Tắm em bé không? Đó đi. Mê ta. Đây nè. Đây nè, ẵm em bé vào đây đi ngươi, bên này có chỗ ăn nè. Đây nè, có cái ghế ăn cho em bé nè, qua đây nè con. Mọn hai tay rồi vào cái trên bé, bé ngồi nha. Rồi, em bé ngồi ở đâu đây? Ở tàu bé ngồi nha, em bé ngồi. Em bé ngồi bé. Đây, vậy, xếp cho em bé ngồi nha. Ai cho con mà giặt em bé. Tao ăn trong tủ lạnh đó, con lấy mở tủ lạnh dưới đất kìa, dưới đi trên. Có em bé này nữa vợ. Mình lấy cái khay này được không? Em bé nào mà có ở đây vợ? Cho em bé này tắm đi. Trời ơi. Em bé này đang ngủ mà. Nè nè ngươi ơi, cho em bé ngậm đi giả đi. Em bé đang ngủ. Ủa ngậm đi giả. Em bé này nè, em bé này mới ngậm được. Nhưng mà em bé thì chuẩn bị đi ăn là sao mà được. Rồi ngậm đi giả hết nha. Em bé cười với ba kìa. Sợ. Thương quá. Thương quá. Hay là con thương em bé này lắm. Chứ con thích em bé này. Con thích em bé này đúng nè. Thôi lấy em bé chơi đi, bỏ em bé ra đây nằm nè. Em bé gái. Em đó là em bé trai. Hai em bé trai luôn. Em bé này mấy gái nè. Gái đâu? Người ta mặc đồ màu hồng như vậy mà. Trời ơi, cái này là cho em bé nằm. Ba cũng dễ luôn á, ba đeo vô. Em chưa về vui lắm mọi người. Đi quay mười mấy ngày đi tuần về chơi với mọi người giờ là xả chết liền. Ha. Vui liền. Ha, cục vàng ha. Từ nãy giờ mọi người chưa chào ông bà cô chú nữa. Cái này là cái gì vậy? Cái tả. Lâu lắm rồi. Cái em bé này nó nắm cái đầu em bé à. Đó. Nó nắm cái đầu. Nó nắm em bé đau đó. Kìa kìa đó. Ở đây coi kìa. Mày ơi. Ngược coi con. Hả? Đúng chưa? Đúng chưa? Ngược luôn rồi. Rồi đúng rồi. Để dưới. Ờ đúng rồi. Đâu phải của em bé đó đâu nên đâu có vừa đâu. Rồi xong. Không dán được con đâu. Ở dưới đây có bình sữa rồi con lấy cho em bé mâm kìa. Bình sữa dưới này nè Ngư. Thôi mình cho em bé tắm đi. Rồi tắm đi, tắm đi em. Nãy giờ không để ý. Một ai muốn làm cô bác sĩ vậy đó. Trời ơi, khám bệnh em bé cô ơi. Bác sĩ gõ cái chân, cái cây gõ cái chân đó. Em bé có bị gì không bác? Em bị gì? Bác ơi. Bị nóng. Nóng nè, chảy luôn nè. Chảy. Đâu? Rồi bây giờ mình xử lý sao đây? Trời đất ơi. Sợ con trăng của anh mang vô. Con có sợ không? Đâu có gì đâu, sợ nó là con giả bộ ấy mà. Thế là có ba nè, không sợ gì hết luôn. Ba sẽ bảo vệ Ngư. Mày ơi, mặc bộ đồ y tá bác sĩ nhìn cưng ghê. Em bé bị gì? Em bé bị nóng thôi, có cần đi bệnh viện không? Hay là uống thuốc thôi? Sức cái gì vậy? Phòng lọc sách hả? À, sao nó thiết kế nhìn hay vậy? Sao phòng ngư mình không thiết kế như vậy ta? Chị em ơi, con cá nặng đây nè. Sao thôi mới móc kìa. Thiết kế đủ mà đúng không? Đẹp quá mà kiểu dễ thương. Ừ. Màu cũng mát.
À, ngươi đọc sách, ngươi kể chuyện cho mẹ nghe đi, cho mẹ đi ngủ kìa. Không, mẹ đang cuốn một tao. Tưởng đọc sách thiệt không? Dạ, đọc sách thiệt. Nhìn đi trang sách thiệt đúng không? Nè, mấy cuốn này đẹp hết trời luôn mà. Đồ chơi mà sách thiệt mất sao? Có cái trần nữa. Đẹp quá. Đẹp ha. Ừ, hay hay. Ủa, con đâu rồi? Con cứ đi đâu mất tiền. Con cứ đi đâu rồi? Ủa, đây nhờ xíu, bên nhà nó có một phấn đi thôi hả? Để con cái này dễ thương. Cho em bé vừa vận động vừa sáng tạo. Vừa sáng tạo trí não. Pizza. Em bé ơi. Ở vô đây, vô cái bếp nghe mùi đồ ăn luôn đó mọi người. Hay vậy ta. Hiện tại bây giờ Trương đang đứng ở đây là Trương nghe mùi đồ ăn thiệt luôn đó nha. Ván bữa nay hơi vắng khách nha. Em bé chơi nãy giờ em bé mệt rồi. Ý, con chằn ghê quá. Chân Trương đỡ đau rồi đó mọi người ơi. Bữa giờ quay mấy cảnh đánh nhau thoải mái rồi. Chỉ có bây giờ là hơi bị khăn tiếng tí thôi. Nhưng mà tối nay giờ khò nước muối chắc là sẽ ổn. Hả? Hả? Chơi trò chơi gì kỳ vậy? Ê. Trên nước tuột có văng dưới luôn bây giờ. Đây không được đâu. Thôi được, tụi đi, ba ba chụp con. Chơi nãy giờ đã rồi, bây giờ em bé đi về đây. Em bé thích không? Không. Thiệt không? Em bé này là chùm xàm vậy mọi người, chưa muốn hỏi gì là nói ngược rồi không à? Khoái ngay lắm, ngay lắm. Em bé chưa đã rồi, bây giờ đi thôi, đi về. Bye bye em bà cô chú nha. Ủa? Chưa về. Bây giờ em bé sẽ đi ăn. Em bé đi ăn xong rồi em bé đi xin đi tour, đi ra mắt thương lực mặt xã áo với bà. Còn với cô chú với bé. Thảo Điền hai, Thảo Điền. Đi. Bây giờ nãy qua Thảo Điền chơi, Thảo Điền có cái bự lắm á.